Cái đó đi 180 có sạc bộng không, em đưa pin game cho, còn pin này em để em dành làm chuyện. Hay là mít đổi điện thoại. Ông mít đổi điện thoại chắc mệt à, chắc em mệt, em xách về mệt lắm á. Mít về ghẻ thôi, chắc đợi gì nữa. Sao ông ba lấy của ông đại đây, cái đó em chùi bụi cho, em có đồ nghề em chùi bụi cho anh. Ok mà. Nói anh em với em không có bậy đâu, bán đồ nghiêm chỉnh. Tuy nó không bao nhưng em dẫn cho bao cho anh. Có cây này kia là ông anh rồi. Nó không có thử đâu, nó thảy vô đó đó. Nó cảm ơn xịn đó, giờ anh thử nó đi. Không có gù hấp. Cái này nhậu cái gì mặt đỏ hồi vậy trời. Còn cái nào nó móc cái giọng coi đi. Anh dẫn xe vô trong góc kè để thôi nó xa xa vô trong chứ. Cái này là riêng nguyên con còn gì nữa. Chùi màn hình lớn là đẹp rồi. Nè ông chùi lại ông má không nhiều quá em chồng. Chùi bụi nè, cái này ngon nè. Cho ông coi cái gì coi đi mệt quá. Cái đó thì nó chưa có dọn, nó thì nó đẹp. Có mấy cây hả? Không muốn bán rồi đúng không? Rồi mình mới mua đồ cũ ta về với thầy đợi hay không? Mua và về phải kiểm tra sim sống rồi chùi bụi. Về mobile Trung Quốc. Anh có được có 2 cái này hả? 2 cái hả? Cục pin đó nó hết rồi. Anh lấy cục pin của em á. Đây em lấy cục pin ra cho, để em tắt em lấy. Này cục pin đây nè. Anh lấy cục pin của em đỡ đây nè. Bỏ cục pin nó ra bên đi rồi ấy, anh thử đi. Rồi em chùi bụi cho 250 đó. Nghe gõ mà mua tên tấn. Ngon lành lắm. Bấm nút nguồn trên đầu cái gì đâu có, anh bấm nút nguồn anh phải chọn đồng ý, tại vì không có sim anh mới chọn ok, còn anh chọn no là nó tắt rồi. Không muốn quất hay không ông phải nhắn vô cái đồng ý nó mới cho quất. Tự nhiên không đồng ý anh bấm kia nó mới tắt nguồn lại rồi, mở nguồn anh mới đồng ý nữa. Tại đồng ý mở có sim hay là không có sim nó hỏi anh hai câu, anh phải trả lời là yes, là đồng ý. Cái này sao cũng im lắm nè. Không có bia đâu. Không. Cái đó là như có trục trặc nhẹ đó, mấy anh ở dưới này nè. Đó là nói với anh nè, thường giờ là không có cầm pin. Mười cái đó chỉ còn những cái này cầm pin nè, cái này cầm pin nè, đó cầm pin nè, đó cầm pin nè. Đó mấy này cầm pin nè. Cái đó là tài tài, tự nhiên cái kỷ niệm của ta. Kỷ niệm. Cái đó đổi tới mất rồi. Trời à, ông liều lắm à, dịnh tướng ông. Cái